Hello, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy Hậu Eboli. Các bạn thân mến, thì trong series lập trình giỏi hàng với Dom Jewelry Big B MySQL thì đây là clip số 3. Chúng ta sẽ nghiên cứu về sự kiện trong jewelry và chúng ta chỉ cần nghiên cứu một số sự kiện quan trọng để chúng ta áp dụng trong việc là lập trình giỏi hàng với Dom Jewelry và Big B MySQL mà thôi. Thì tiếp theo clip ở buổi trước, thì buổi trước chúng ta đã tìm hiểu về jewelry và chúng ta đã tìm hiểu về cái cách là lấy dữ liệu, gán dữ liệu cho HTML với jewelry Dom. Thì bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng một số sự kiện quan trọng để chúng ta add được cái thông tin sản phẩm vào giỏ hàng. Rồi, bây giờ mời các bạn theo dõi chi tiết ngay sau đây ha. Thì trước tiên thì chúng ta phải coi lại cái bài mẫu của mình trước đã. Rồi, bài mẫu của chúng ta thì nó đang ở dạng này. Nghĩa là chúng ta đã có một cái table chứa giỏ hàng và chúng ta có một cái icon giỏ hàng nằm đâu đó ở trên trang web và chúng ta có thể là cập nhật lại số lượng. Thì sự kiện để sử dụng trong cái giỏ hàng này gồm có sự kiện gì các bạn? Sự kiện list, tức là mình list vô cái icon này nè thì nó xóa nguyên cái dòng dữ liệu này. Đồng thời nó lấy cái tên sản phẩm để làm chi các bạn? Để nó thực hiện ngầm, để nó xóa ở trong cái mảng ha. Đấy, thì cái chuyện mà xóa trong cái mảng như thế nào từ từ mình sẽ nghiên cứu ở clip tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta nghiên cứu những sự kiện áp dụng trong cái phần giỏ hàng là ok. Rồi, sự kiện thứ hai là sự kiện on-chain, tức là sự kiện chain trong jewelry. Là khi chúng ta đổi giá trị thì chúng ta lấy được cái giá trị này ha. Và chúng ta cũng có thể là lấy được tên sản phẩm này để làm chi các bạn? Để chúng ta thực hiện cái tiến trình ngầm là cập nhật lại số lượng ha, cập nhật lại số lượng cho cái sản phẩm nào đó. Rồi đồng thời chúng ta cũng có thể thay đổi lại cái giá trị thành tiền ngay ở vị trí này luôn. Đó, thì ở đây chúng ta chỉ cần nghiên cứu hai cái sự kiện. Một sự kiện là chain và một sự kiện là list trong jewelry. Thì mời các bạn theo dõi phần chi tiết ngay sau đây ha. Rồi thì trước tiên để làm được cái sự kiện đó thì chúng ta coi lại cái HTML CSS. Thì với những HTML CSS như thế này thì bữa trước cũng đã nói rồi ha. Mỗi TR là một sản phẩm. Rồi, ngay chỗ nào có sự kiện thì chúng ta nên đặt tên một cái class nào đó ha, đặt tên một class nào đó. Ví dụ như cái phần mà số lượng sản phẩm thì tôi đặt class tên là num ha, num tức là trong number. Rồi, cái phần icon mà remove cái sản phẩm á thì tôi đặt tên class là remove. Đó, ok ha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng jQuery để mình tạo hai cái sự kiện này ha. Rồi, chúng ta tiếp tục viết code trong cái phần thư viện của mình. Rồi, bây giờ để tạo một cái sự kiện list ha, sự kiện list trong jQuery, các bạn chỉ cần viết là jQuery. Đó. Thì để có được những cái gợi ý này thì các bạn phải cài cái extension. Cái này nói ở clip trước rồi ha. jQuery có snippet thì nó sẽ có hỗ trợ những cái lệnh ngắn như thế này. Mình viết cho nó nhanh đó các bạn ha. jQuery click. Rồi, thì ở đây là để gì các bạn? Nháy đôi và mình để là class của mình là remote. Đó. Ok, thì cái này các bạn cứ giữ nguyên luôn ha các bạn ha, đừng có đụng tới. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bắt đầu thực hiện cái gì nè các bạn? Các bạn sẽ truy xuất đến HTML thì để định vị được là cái nút này là nút nào, nó nằm ở trong cái TD nào, nó nằm trong TR nào. Khi đã xác định được TR thì chúng ta có thể remove luôn cái TR đó luôn ha, một cách dễ dàng. Thì bây giờ chúng ta va. Rồi, chúng ta xác định TR mà nó chứa cái thằng nút remove này bằng cách là chúng ta gõ là this, this tức là mình định vị this, đó là định vị ngay cái nút remove đó đó các bạn. Rồi sau đó thì chúng ta gọi cái hàm là parent. Parent. Đó. Parent thì lúc này nó sẽ gọi là tới thằng TD. Thì bây giờ muốn ra TR nữa thì chúng ta parent một lần nữa. Đó. Các bạn hình dung không? Thì lúc này là lúc TR nè. Thì bây giờ mình muốn xóa nó, mình chỉ cần là tr.remove là xong. Đó, là chúng ta xóa được cái TR đó. Ví dụ như vậy, thì trước khi mình xóa TR đó thì mình cũng có thể là mình lấy cái tên sản phẩm đi chi để mình truyền qua cái file BigB, nó tự động nó xử lý ha, nó tự động xử lý là nó xóa cái mảng với cái tên sản phẩm như thế. Thì cái đó mình sẽ nghiên cứu vào ở cái phần tiếp theo. Bây giờ mình chỉ cần xử lý được là remove được cái TR đó là ok. Các bạn hình dung không? Còn bây giờ trước khi remove thì các bạn cũng có thể là alert cái TR này ra coi nó là cái gì cái đã ha, coi nó đúng là TR chưa nha. Rồi, tôi alert cái TR ra. Rồi, ok. Mình enter. Mình F5 chú ơi. Rồi, mình F5 ha. Ok, thì mình list nè các bạn. Đó, nó nói là object. Object thì nó nói là đúng là có object cái đó. Nhưng mà nó có TR hay không thì mình có thể là... Rồi, để lấy được cái tên của cái node name này thì chúng ta chấm thêm cái property. Prop.
Rồi, chúng ta cho nó một cái gì đó, nốt nem chẳng hạn. Ok, rồi. Thì cái này là thuộc tính nốt nem, tức là mình lấy cái tên của cái đối tượng này ra. Rồi, bây giờ mình ở lớp thử coi nó ra hay không ha. Rồi, F5 nha. Rồi, mình đang ở sự kiện nào? Ở sự kiện list cái remove. Đó, nó ra đúng TR rồi nè các bạn. Thì khi nó ra đúng TR rồi á, thì bây giờ mình remove thoải mái. Nghĩa là bây giờ mình không cần coi cái nốt nem này nữa. Và mình gọi cái hàm là TR remove. Đó. Rồi, chúng ta F5 ha. Rồi, chúng ta xóa. Đó, ok ha. Tức là nó xóa được cái TR rồi đó. Rồi, bây giờ trước khi mà nó xóa TR này, nó phải lấy cái tên sản phẩm ra các bạn ha. Thì để lấy tên sản phẩm ra thì chúng ta truy xuất HTML như thế này. Tên sản phẩm, ví dụ vậy, bằng, mình phải lấy tên sản phẩm ra trước rồi mình mới remove nha các bạn nha. Rồi, tức là chúng ta từ cái TR này, chúng ta children, tức là lấy cái thằng con. Các thằng con trong cái TR này là tôi lấy cái TD. Rồi, các bạn hình dung không? Cái TD. Rồi, TD đầu tiên là cái tên sản phẩm, thì tôi lấy TD đầu tiên. Nếu chỉ một đầu tiên của mình là E, Q, số 0. Đó, thì lúc này tôi đã lấy được cái TD ha. Và bây giờ tôi lấy cái test trong TD đó. Đó, thì nó ra được tên sản phẩm. Thì lúc này chúng ta alert cái tên sản phẩm ra thử có đúng không không nha. Alert ha. Alert tên sản phẩm ra. Rồi, ok. Tức là nó vừa xóa cái TR và nó lấy được cái tên sản phẩm. Để chi các bạn? Để bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng phương thức bot trong jQuery để chúng ta xử lý ngầm là chúng ta sẽ xóa cái tên sản phẩm trong giỏ hàng ra. Ha, trong giỏ hàng của cái mảng ra. Ok ha. Rồi, ok. Tới đây là chúng ta đã hiểu rồi nè. Đó, xóa nè. Đó, ha, xóa nè. Tên số 4 nè. Đó, xóa tên số 3 nè. Đó, ok. Thì cái này nó mới cái xóa cái TR thôi các bạn. Ha, nó chưa có làm gì cả. Ha, mình đang làm nghiên cứu về cái jQuery và những cái hàm cơ bản và những hàm cơ bản trong jQuery để chúng ta phục vụ cho việc là quản lý giỏ hàng. Rồi, ok. Chúng ta đã xóa được. Rồi, bây giờ chúng ta làm thêm một cái sự kiện khác là sự kiện change. Change nghĩa là chúng ta thay đổi cái số lượng trực tiếp trong giỏ hàng này nè. Ha, thì sự kiện change chúng ta sẽ ghi là GQ change. Đó. Enter. Thì lúc này trong đây là nháy đôi và dấu chấm của tôi là đặt tên là gì đó các bạn. Đặt tên là gì? Quên rồi. Xem lại ha. Đặt tên cái change là number. Num ha. Thì bây giờ chúng ta là chấm num. Đó. Nếu mà có cái sự kiện change này, các bạn để nguyên cái này ha. Và các bạn thứ nhất là các bạn phải lấy được cái giá trị change. Lấy được giá trị của số lượng. Rồi. Tôi va. Tôi số lượng bằng lấy được giá trị ngay cái nút change đó là this. This lấy giá trị là this này không thôi nè các bạn. This không. Chấm value là xong. Nha. Là ok. Lấy được giá trị. Rồi. Để kiểm tra thì chúng ta alert. Ha. Alert cái số lượng này ra. Coi nó có chưa ha. Rồi chúng ta tính tiếp. Rồi. F5 ha. Rồi ví dụ tôi change cái này. Nó lấy được số 2 nè các bạn. Tôi change cái này. Nó lấy được số 5 nè các bạn. Rồi ok. Tôi lấy được số lượng rồi. Thì bây giờ tôi muốn cập nhật lại cái thành tiền này. Ha, có phải là tôi cần cái đơn giá tôi nhân với số lượng mới ra cái thành tiền này không? Các bạn hình dung không? Thì chúng ta sẽ làm như sau. À, số lượng tôi có rồi. Đã. Bây giờ tôi muốn lấy đơn giá. Và tôi muốn lấy đơn giá thì đương nhiên chúng ta phải có cái TR trước. Ha, TR trước rồi mình mới truy xuất tới cái TD của đơn giá. TR thì lúc này chúng ta làm gì? This định vị. Định vị trước các bạn. Định vị cái vị trí cái nút change. Ha. Rồi chúng ta parent. Parent một lần là nó ra TD. Rồi, parent một lần nữa ra TR. Đó, lúc này nó ra được TR nè. Thì bây giờ muốn lấy cái số lượng hay là tên sản phẩm thì chúng ta chỉ cần là va tiếp. Thì sau khi định vị this và parent hai lần thì chúng ta đã ra TR. Thì để lấy được tên sản phẩm thì chúng ta là bắt đầu truy xuất tới thằng con ha. Thì tên sản phẩm chúng ta nó sẽ bằng tr.children. Đó, children thì lúc này chúng ta lấy cái TD xong thôi. Rồi, thì bây giờ TD thứ 0 EQ. TD thứ 0 là tên sản phẩm. Rồi, muốn lấy tên sản phẩm là test. Tương tự như vậy muốn lấy đơn giá. Rồi, cái đơn giá thì cái đây là 012. Cái đơn giá thì cái EQ2. Rồi, từ đó chúng ta mới tính được cái thành tiền. Ví dụ từ va, thành tiền nó sẽ bằng đơn giá nhân cho số lượng mới ha. Đó, số lượng mới đó. Rồi, sau đó thì chúng ta mới cập nhật lại cái thành tiền. Thì thành tiền lúc này là TD là 0 1 2 3 4 thì AQ4 là thành tiền. TD4 thì lúc này chúng ta sẽ là
tr.children. Rồi, chúng ta sẽ có tr. Chúng ta có td. Và chúng ta cập nhật vô cái AQ4. Đó, AQ4. Thì cái này là test thôi các bạn. Thì chúng ta cho test. Và ở trong đây là giá trị là thành tiền. Đó, thì cái này chúng ta cập nhật cho cái cột thành tiền tương ứng với số lượng mới. Và số lượng mới chúng ta lấy ra được, đơn giá chúng ta lấy ra được ha. Và tên sản phẩm chúng ta lấy ra được luôn. Rồi, ok ha. Rồi, thử kiểm tra lại. F5. Rồi, chúng ta thay đổi giá nè. Chúng ta thay đổi số lượng nè. Đó, cái này nó cập nhật lại luôn nè, thấy không? 4, 5, 20, cập nhật luôn nè. Đó, cập nhật luôn nè. Đó, thì cái clip này chúng ta đã nghiên cứu về hai cái sự kiện click và chain. Thì khi đó thì chúng ta hiểu được cái cách truy xuất tới các thẻ TD, TR. Hay nói chung hơn là đối với các thẻ HTML thì chúng ta sẽ truy xuất theo dạng này. Chúng ta cũng kiểm tra được chúng ta đang ở vị trí nào và chúng ta truy xuất được với cái tên từng cái đối tượng nó ra làm sao. Thì với hai sự kiện click và chain, đây là hai sự kiện rất cần thiết trong cái phần quản lý giao hàng. Thì ở những phần tiếp theo chúng ta sẽ có cơ sở để chúng ta làm cho nó nhanh hơn. Còn ở clip này chúng ta chỉ nghiên cứu về hai cái sự kiện click và chain trong jQuery. Và chúng ta đã gán được giá trị thành tiền luôn trong cái giao hàng. Rồi, ok. Khi đã lấy được các giá trị này thì chúng ta có thể là thực hiện bước tiếp theo là chúng ta chuyển những cái giá trị này nè vô cái phần PHP để bắt đầu nó xử lý ngầm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần hướng dẫn về các sự kiện quan trọng áp dụng trong cái giỏ hàng với cách viết truy xuất DOM jQuery. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo là clip mình sẽ tìm hiểu về cái phương thức là BOT trong jQuery để chúng ta hiểu được cái cách truyền dữ liệu từ cái HTML qua cái file PHP xử lý như thế nào. Rồi, chào tạm biệt các bạn ha. Bye bye.